con đưa cái chén lên miệng đi Cát. Ờ giỏi. Thôi con cầm lại đi, con cầm lại đi, cầm chén lại đi con. Rồi con chơi vậy đó ha, sở thích của con vậy đó phải không? À, chơi vậy đó, cầm chắc nha. Không chịu cầm chơi làm hồi rớt bây giờ nè. Khỏi ăn cơm. Ủa sao bánh mì mới cắt hình chiếc dép có đẹp vậy nè? Chiều cho Gui ăn dép khỏi ăn cơm con ơi. Chiều cho Gui ăn dép khỏi ăn cơm. Chiều nay Gui ăn dép rồi Gui, không ăn cơm rồi Gui. Vậy nè, giống như là cho Gubi ăn dép vậy đó, nó còn thích ăn dép hơn bánh mì nữa, tại phải ra công cắt vậy nó mới chịu ăn nè. Đây nè, bây giờ cho Gubi ăn dép nha nha. Hai chiếc dép chọn thiết nào nè, ăn chiếc dép nào hả? Cát cũng ăn nữa hả? Cát múa đi, cát múa đi rồi cha, múa mạnh lên, giỏi quá rồi. Gubi ăn không nè, cho Gui ăn dép nè nha, cho Gui ăn dép đó. Ai chưa hổn bị đòn, gắt múa muốn mạnh lên rồi, giỏi quá nè, dép nè nè, thôi nè để vô chén ăn cho sạch sẽ nha. Đi xuống lấy đồ chơi mẹ đưa nè Cát. Xuống. Rồi, rớt rồi. Chơi vậy đó ha, thích vậy đó ha. Rớt bây giờ. Con đưa cái chén lên miệng đi Cát. Ờ giỏi. Thôi con cầm lại đi, con cầm lại đi, cầm chén lại đi con. Rồi con chơi vậy đó ha, sở thích của con vậy đó phải không? À, chơi vậy đó, cầm chắc nha. Không chịu cầm chơi làm hồi rớt bây giờ nè. Rớt nè nha, rớt rớt đó, thấy chưa, rớt rồi, rớt cái đất rồi, làm sao rớt rồi đó ha, không có đồ chơi chơi phải không, làm sao biết làm đủ trò hết trơn để cho mẹ vui đó ha. À, cho gà đầu cái tay làm đủ trò hết trơn á, à, để cho tôi vui tôi mới nuôi được phải không. Rồi cho mẹ gà đầu nha, cưng không, hết trò này trò kia bài ra để mà chơi, nhìn thấy cũng vui.